Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Hải quân Trung Quốc và Mỹ đang vươn lên để tranh giành ảnh hưởng trong vấn đề biển đảo, nhưng Nhật Bản mới thực sự là nước có lực lượng hải quân mạnh nhất. Chúng ta hãy cùng nhau đem lên bàn cân những tàu chiến mạnh nhất thế giới. Tuy số lượng không tương đương nhưng đây là 3 lớp tàu chiến chủ lực trong lực lượng hải quân của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản để xem đâu mới là tàu chiến có sức công phá đỉnh nhất thế giới. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Kongo. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản viết tắt là MSDF thường lấy hải quân Mỹ làm tiêu chuẩn. MSDF phải đối mặt với nhiệm vụ bảo vệ đất nước khỏi các tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên, được giao sử dụng 4 tàu khu trục tên lửa lớp Kongo. Các tàu này là bản sao của tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Armbrecht Booker, chủ lực của Mỹ. Kongo và 3 chị em của nó, Kirishima, Kyoko và Chokai, mỗi tàu dài 160m và có lượng choán nước đầy đủ là 9.400 tấn. Mỗi chiếc được trang bị 90 ống phóng thẳng đứng, sử dụng tên lửa tương tự tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ, có thể nạp nhiều loại vũ khí. Lớp Kongo mặc dù nói chung là thiết kế của Mỹ, thiết kế khác biệt bao gồm pháo Otto Merara, động cơ tuabin khí LM-2500 do ISI của Nhật Bản sản xuất, và cảm biến và thiết bị điện tử có nguồn gốc địa phương. Các khu trục hạm lớp Kongo được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3. Chỉ cần 2 tàu cũng có thể bảo vệ phần lớn diện tích đất nước khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. 2 tàu Kongo luôn thường trực trên biển để hoàn thành vai trò này. Chiếc đầu tiên mang số hiệu JDS Kongo DDG-173 và được Nhật khởi đóng vào tháng 5 năm 1990 và được hạ thủy vào tháng 3 năm 1993. Trong giai đoạn năm 1992 đến năm 1998, chiếc tiếp theo cũng đã lần lượt được phía Nhật đóng mới và đưa vào sử dụng là JDS Kirishima DDG-174, JDS Miyoko DDG-175 và JDS Chokai DDG-176. Cả 4 tàu của Nhật đều được đặt theo các tàu chiến lừng danh của Hải quân Đế quốc Nhật Bản, từng tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai. Lớp Kongo nằm trong số các khu trục lớn nhất từng được JMSDF chế tạo cho tới khi tàu khu trục lớp Atago ra đời. Khác với hàng chục tàu khu trục lớp Alex Booker, hàng trợ của Hải quân Liên bang Mỹ, người Nhật đã trang bị cho 4 tàu khu trục hiện đại nhất của mình những trang thiết bị đa dạng, biến chúng thành các tàu khu trục đa năng đáp ứng nhiều vai trò tác chiến trong mọi hoàn cảnh như tác chiến phòng không AAW, chống ngầm ASW và chống tàu mặt nước ASUW. Ngoài ra, tàu còn có thể tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ thông thường khác như đảm bảo an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, hộ tống, đổ bộ và vận tải. Tàu khu trục lớp Kongo có một vẻ ngoài khá đặc biệt. Phải nói chẳng giống bất kỳ chiếc khu trục nào từng được trang bị cho JMSDF. Nhưng nhờ với vẻ ngoài khác biệt đó, nó có thể qua mặt được bất kỳ hệ thống radar nào trên thế giới. Tuy dựa trên nền tảng thiết kế chính là tàu khu trục lớp Arleigh Booker, nhưng biến thể của Nhật khác nhiều mẫu cơ sở và về thiết kế bên trong lẫn ngoại hình. Tàu có cột buồm thẳng đứng thay vì hơi nghiêng ra phía sau như tàu khu trục lớp Arleigh Booker của Mỹ. Cấu trúc thượng tầng của tàu được làm bằng hợp kim nhôm gia cố thêm nhựa thủy tinh để làm giảm khối lượng, đồng thời có cấu trúc dẹp cao và vát hơn so với nguyên mẫu. Ngoài ra, với việc bổ sung thêm nhiều khoang trên phần thượng tầng làm Kongo cao hơn so với bản Arleigh Booker Fry 1. So với mẫu Arleigh Booker cơ sở, số bố trí vũ khí trang bị cũng có sự thay đổi. Một khẩu pháo hạm 127mm của công ty Otto Merara của Italia đã được lắp thay cho pháo hạm MK-45 của Mỹ. Điểm khác biệt lớn nhất của các tàu thuộc lớp Kongo và Atago so với các phiên bản Arleigh Booker của Mỹ là tàu khu trục Nhật Bản không được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, đáp ứng chủ trương phòng thủ không sử dụng vũ khí tấn công của JMSDF. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc mua tên lửa Tomahawk chính thức toàn diện kho vũ khí cho các chiến hạm mạnh nhất của mình.
Congo cũng là một trong những chiếc tàu khu trục có kích thước khổng lồ, dài 161 m, rộng 21 m, mớ nước 6,2 m. Chiều dài của tàu chỉ kém tàu khu trục lớp Cơ Long của Đài Loan 16,7 m. Tàu có tải trọng đầy tải tới 9.500 tấn. Tải trọng của tàu đạt gần bằng tải trọng của tàu Tuần Dương nếu xét theo tiêu chuẩn NATO. Do tải trọng và kích thước quá lớn nên tàu khu trục này không có khả năng hoạt động tác chiến tại các khu vực gần bờ. Để vận hành con tàu cần có đội thủy thủ đoàn khoảng 300 người. Trên các tàu khu trục lớp Congo có không dưới 10 sĩ quan chỉ huy cấp cao điều hành các bộ phận. Tàu khu trục lớp Congo được trang bị hệ thống chỉ huy kiểm soát thông tin, máy tính và tình báo. Hệ thống C4Y bao gồm các hệ thống thông tin vệ tinh AMWST-3, IAF, NOAA-1, NORQ-1, một hệ thống chiến đấu Aegis AWS và hệ thống kiểm soát tác chiến chống ngầm OYQ-102 ASWCS. Thứ hai, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Trai-055 của Trung Quốc. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Trai-055 là tàu mới nhất gia nhập Hải quân Trung Quốc, tiếp theo lớp Trai-052. Tàu này lớn hơn và có khả năng hơn bất kỳ tàu nào khác trong Hải quân Trung Quốc và có khả năng với các tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ. Trai-055 dài 180m, nặng khoảng 10.000 tấn. Giống như các đối thủ Mỹ, các khu trục hạm Trai-055 có thể được coi là vệ sĩ cho hạm đội tàu sân bay non trẻ của Trung Quốc với khả năng đảm nhận vai trò tác chiến chống ngầm và chống hạm khi cần thiết. Một tính năng đưa Trai-055 vào danh sách này, tàu có 112 ống phóng thẳng đứng, mỗi ống có thể mang tên lửa hành trình chống hạm YJ-18A và YJ-100, tức là hành trình tấn công mặt đất hoặc tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B. Các tàu này cũng mang theo tên lửa không đối không tầm ngắn HHQ-10, tương tự như tên lửa Roaring Abriframe RAM của NATO, hệ trong vũ khí tầm gần HPG-11, tương tự như Falkland của Mỹ. Lượng dẫn nước đầy tải của khu trục hạm Nam Sương ước tính từ 10.000 đến 13.000 tấn, theo bài của Diplomat. Tàu Trai-055 còn có khả năng bắn tên lửa đạn đạo chống hạm và vận hành hai trực thăng chiến đấu chống ngầm Jet-18 từ boong tàu. Hải quân Trung Quốc nói họ có kế hoạch biên chế cho 3 hạm đội của họ ít nhất mỗi hạm đội 2 tàu khu trục Trai-055 với kích thước của nó. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phân loại Trai-055 là tàu tuần dương chứ không phải tàu khu trục. Theo một số ước tính, lượng chắn nước của tàu khu trục Trai-055 dường như lớn hơn gần 1/3 so với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Alex Booker của Mỹ. Hải quân Trung Quốc gợi ý rằng các biến thể trong tương lai có thể được trang bị laser hoặc điện tử Raygun. Do thiết kế hiện tại không có động cơ điện tích hợp, nên việc lắp đặt động cơ điện tích hợp sẽ được yêu cầu cho tàu để đáp ứng các yêu cầu về năng lượng trong tương lai. Trung Quốc đã hạ thủy hai chiếc Trai-055 cùng lúc vào tháng 7 năm 2017, với tổng số 6 chiếc đang được đóng dưới các mức độ khác nhau. Trung Quốc được cho là muốn có ít nhất 8 chiếc. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích phương Tây, người ta đã ghi nhận một số lỗi thiết kế trên tàu khu trục Trai-055, bao gồm cả việc hệ thống radar của nó ở vị trí thấp, có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi hiệu quả và việc sử dụng chất liệu bằng hợp kim nhôm nhẹ ở phần thượng tầng có thể làm giảm khả năng sống sót của Trai-055 trong tác chiến. Cuối cùng, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Alex Booker của Mỹ được đặt theo tên vị chỉ huy tàu khu trục nổi tiếng. Tàu khu trục lớp Alex Booker là những tàu chiến có số lượng lớn nhất. Trong nhiều trường hợp, lớp Booker thu nhỏ thành công các cảm biến và vũ khí của tuần dương hạm lớp Ticonderoga và một nền tảng nhỏ hơn. Con tàu đầu tiên trong lớp Alex Booker đã được khởi đóng vào năm 1988, được đưa vào sử dụng từ ngày 4 tháng 7 năm 1991 với việc ngừng hoạt động của khu trục hạm lớp Squen cuối cùng USS Cushing vào ngày 21 tháng 9 năm 2005. Các tàu lớp Alex Booker trở thành tàu khu trục duy nhất của Hải quân Mỹ cho đến khi lớp tàu hộ tống duy nhất của Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu hoạt động vào năm 2016. Lớp tàu này đã được đóng gần như liên tục kể từ đó, với một khoảng dừng ngắn trong những năm 2010. Các con tàu dài 154 mét, lượng chắn nước 7.900 tấn, những con tàu cũ nặng hơn. Bố độ cơ tua bin khí LM2500 giúp tàu đạt tốc độ hơn 30 hải lý. Các tàu thuộc lớp Alex Booker nằm trong số các khu trục hạm lớn nhất được chế tạo tại Hoa Kỳ.
Chỉ các lớp Squadron Creed và Jumbat là dài hơi. Các tàu lớp Ticonderoga lớn hơn được chế tạo trên các dạng thân tàu lớp Squadron, nhưng được chỉ định là tàu tuần dương do hệ thống vũ khí và nhiệm vụ hoàn toàn khác so với các tàu khu trục lớp Squadron và Kit. Các lớp Alex Walker được thiết kế với hình dạng thân tàu có mặt phẳng lớn, mặt phẳng mới đặc trưng bởi một chiếc cung lửa rộng giúp cải thiện đáng kể khả năng bám biển. Hình thức thân tàu được thiết kế để cho phép đạt tốc độ cao ở các nước biển cao, trong một nỗ lực để giải quyết các mối quan tâm của Quốc hội về việc nghỉ hưu của tàu chiến lớp Loa. Hải quân đã bắt đầu một chương trình hiện đại hóa cho Alebuka nhằm cải thiện hệ thống súng của họ. Mỗi chiếc Alebuka được trang bị một khẩu pháo 2 nòng kép, 96 ống phóng thẳng đứng, radar SPY-1 và hệ thống chiến đấu Aegis, tên lửa chống hạm Harpoon. Bắt đầu từ cuối những năm 1990, các tàu được bổ sung thêm 2 nhà máy chứa máy bay trực thăng. Bản sửa đổi thứ 3 Fly-3 sẽ thay thế radar SPY-1 bằng radar SPY-6E và radar phòng thủ tên lửa mới. Giống như một số tàu trong lớp Ticonderoga, một số tàu Lubbocker có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo với sự kết hợp giữa hệ thống Aegis và tên là đánh chặn SM-3. Vào tháng 2 năm 2018, Lockheed Martin đã nhận được hợp đồng cung cấp hệ thống chiếu tia laser năng lượng cao và tính hợp quang học vào hệ thống giám sát để lắp đặt lên tàu khu trục Alebuka. Tia laser có thể tạo ra 60 năng lượng, 150 công suất, 150 mã lực để làm hóa mắt hoặc phá hủy các tàu nhỏ và máy bay không người lái, và là lần đầu tiên vũ khí laser được đưa lên tàu chiến. Helios được giao vào năm 2020 và tháng 11 năm 2019, USS Dewey đã cài đặt hệ thống Interdictor quang học. Hải quân được cài đặt công khai vào tháng 2 năm 2020. Kể từ đó, một ý tưởng phê duyệt để cài đặt trong 2 năm rưỡi. Odin khác với XN1 LAWS trước đây được gắn trên USS Pulse. Từ năm 2014 đến năm 2017, nó hoạt động như một máy chiếu. Công việc hoạt động đầu tiên của một hệ thống độc lập như vậy là làm mù hoặc phá hủy các cảm biến khoa học tinh vi trên máy bay không người lái thay vì bắn hạ hoàn toàn máy bay. Có 62 tàu khu trục lớp Buk và 14 chiếc đang được chế tạo hoặc ký hợp đồng. Cho đến nay, đây là lớp tàu chiến mặt nước có số lượng lớn nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.